kẻ sát nhân trốn khỏi trại giam có thể đã tẩu thoát khỏi Đà Nẵng. Do địa hình hiểm trở và khu vực này thường xuyên có tàu hỏa chạy qua, nên rất có thể Triệu Quân Sự đã lợi dụng đêm tối để nhảy tàu trốn thoát. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, lực lượng vũ trang quân khu 5 và công an Đà Nẵng vẫn chưa truy bắt được Triệu Quân Sự, 29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người bỏ trốn khỏi trại giam T10 hôm 3 tháng 6. Việc không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của phạm nhân khiến một số người đồn đoán có thể Sự đã tẩu thoát khỏi Đà Nẵng. Trả lời nghi vấn này, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nhận định, rất có thể Triệu Quân Sự đã tẩu thoát khỏi núi Hải Vân. Những đêm qua có trăng rất sáng, không loại trừ khả năng sau khi chạy lên núi ẩn nấp trong các lán trại thì Sự đã đi theo các lối mòn bên trong rừng rồi tẩu thoát khỏi đèo Hải Vân, Đại tá Mưu nhận định. Trao đổi với Dinh, một cán bộ biên phòng Đà Nẵng phụ trách một tổ tìm kiếm truy bắt phạm nhân cho biết, sau hơn 24 giờ tìm kiếm thì lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Sự. Vị cán bộ này đưa ra nhận định rất có thể phạm nhân đã nhảy tàu hỏa để tẩu thoát. Cả ngày hôm nay tôi đã đi thực địa thì thấy khu vực đèo Hải Vân rất hiểm trở nên khi đi qua đây, các tàu hỏa, nhất là tàu chở hàng đều phải giảm tốc độ. Do đó rất có thể Triệu Quân Sự đã lợi dụng trời tối, nhảy tàu rời khỏi Đà Nẵng từ đêm qua, một cán bộ biên phòng nói với Dinh. Cũng theo vị cán bộ này, Sự vốn là chiến sĩ đặc công, từng có một năm quân ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ. Bên cạnh đó, phạm nhân này là người dân tộc thiểu số nên có kinh nghiệm hiểu biết thực địa đồi núi. Trong khi đó, núi Hải Vân rất rộng lớn nên việc tung 200 cán bộ, chiến sĩ truy tìm kẻ này là rất khó khăn. Cán bộ biên phòng này nhận định, Sự sẽ không trốn thoát bằng đường biển vì ở dọc mạn sườn đèo Hải Vân phía biển rất vắng nên nếu phạm nhân đi ra đây sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện. Ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Huế cho biết, hiện tốc độ chạy tàu trên đèo Hải Vân khoảng 30 km/h, nếu là người bình thường thì khả năng nhảy lên khi đoàn tàu đang chạy là rất khó. Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, từ hôm 4 tháng 6, đơn vị đã cử tổ công tác ra Thừa Thiên Huế phối hợp cùng đồng nghiệp trích xuất hình ảnh từ các camera để phục vụ việc truy tìm cựu quân nhân từng hai lần bỏ trốn khỏi nhà giam quân đội. Ở khu vực ra biển, nơi có đường sắt Bắc Nam chạy qua, công an địa phương cũng lập các chốt để kiểm tra các hành khách đi trên tàu lửa. Theo Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, có thể công an sẽ sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, xác định vị trí mà Sự ẩn nấp. Tôi cũng đã trao đổi với đại diện phía quân đội tại hiện trường, ngày 6 tháng 6 sẽ bay flycam để quan sát từ trên cao, nhất là những vị trí khu đất trống. Một ngày qua, các chiến sĩ ở nhiều lực lượng dùng sức băng rừng rất vất vả rồi, thêm một vài ngày nữa sẽ khó có thể chịu nổi, Đại tá Mưu nói. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, sau khi Sự trốn khỏi trại giam T10, thì Đại tá Lê Văn Hạnh, giám thị trại giam quân sự khu vực miền Trung đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự. Lệnh truy nã đặc biệt đã được gửi hỏa tốc đến các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và công an các địa phương để phối hợp truy bắt kẻ bỏ trốn. Ngoài việc tăng cường lực lượng trinh sát tinh thông võ nghệ đến hiện trường, thì Quân khu 5 cũng đã yêu cầu lực lượng biên phòng, các cửa khẩu, bến cảng tăng cường giám sát, nếu phát hiện kẻ tình nghi thì phải có biện pháp khống chế, không để kẻ sát nhân trốn ra nước ngoài. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 6, lãnh đạo trại giam T10 xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15 giờ cùng ngày. Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại trại giam T10 vì phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin kẻ sát nhân trốn khỏi trại giam có thể đã tẩu thoát khỏi Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến sự việc này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.